Hello, xin chào mọi người. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách cập nhật YouTube bản mới nhé. Vì hiện tại bây giờ là đang bị Google nó quét đấy, cho nên là anh em nhiều lúc cài là nó sẽ bị lỗi mà mình không sử dụng được cái đấy nhé. Đây, mình sẽ gửi cho anh em một đường link như này, anh em kích vào đây, nó sẽ mở cho anh em ra một trang web như này. Đấy, đấy. YouTube Van, đấy, nó sẽ hiện như này, anh em bấm vào tải xuống, vẫn tải xuống. Đấy, nó sẽ tải dưới góc đây này, anh em thấy không? Đấy, nhưng mình tải sẵn rồi thì mình sẽ không tải nữa. Đấy, mình tải là nó sẽ về ở đây anh em nhé. Đấy, tải là nó sẽ về một cái thư mục như này này, thư mục này nhá. Anh em mình kích chuột phải vào đây này, kích chuột phải vào thư mục này này. Đấy, check to YouTube van đây. Đấy, như ở đây là mình giải nén sẵn rồi cho nên là mình không giải nén nữa anh em nhé. Đấy, giải nén xong nó sẽ có một cái file như này. Anh em copy cả cái file này vào USB cho mình. Đấy, có vào USB này. Như ở đây mình đã chuẩn bị sẵn rồi nhé. Đây, mình có vào USB đây này, nhìn vào YouTube van nhé. Ở đây mình sẽ xóa cái bản cũ nó đi, đây. Xóa luôn cả bản này anh em nhé. Ok, mình sẽ vào đây này, file lúc này mình có. Anh em lưu ý cho mình một điều là cái này, cái YouTube 2023 này, mình sẽ phải cài cái này trước anh em nhé. Cài cái này xong rồi anh em mới về mới cài thêm một trong hai thư mục này. Ví dụ cái thư mục này là TS8 với TS18 này. Vâng anh. Là để dành cho A3, A5, P350, C2. Đấy. Còn cái mục này là 7862 với 9863 anh em nhé. Đây là chip nhé. Cái này là để dùng cho những cái dòng như kiểu mà P450 XC8. Đấy. Anh em cài cái này trước cho mình này. Nhớ lưu ý nhé, cả hai bản này đều phải cài cái này trước. Cài xong rồi anh em ấn xong này. Xong anh em cài thêm cho mình cái phần này nhé. Như mình đang ở đây đang dùng là mình dùng chip 7862 trên cái màn này nhé. Nếu mà màn anh em là chip TS8 hoặc TS18 thì anh em cài thêm bản này. Còn như mình ở đây 7862 mình sẽ cài cái bản này. Cài đặt. Anh em mở ra này. Đấy, nó sẽ vào YouTube nhé. Bây giờ mình mở lên anh em xem. Đây. Có một số trường hợp là cái YouTube ở trên màn của anh em này không thể xóa được nhé. Ví dụ YouTube này mà anh em không thể xóa nó đi ấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách nữa để xử lý cái vấn đề này. Đây, anh em vẫn cứ vào cái file lúc nãy có cái file này là mình chưa động đến đúng không, file van 2023 này này. Anh em cài cái này lên cho mình. Đây là dành cho anh em có những cái trường hợp mà bản YouTube van ở trên màn không xóa được nhé. Có những cái màn hình thường thường, những cái màn hình cũ ấy, thì là nó sẽ không xóa được cái bản YouTube van đấy. Anh em mở nó lên này, bắt đầu này. Đó, bây giờ nhá, như ở đây là nó đã có sẵn YouTube ở ngoài màn hình rồi. Đấy, với lại mình vừa tải thêm cái này, nhưng mà anh em phải bắt buộc phải vào cài đặt này. Vào phần cái này thì cái phần ứng dụng này ấy, thì tùy mỗi dòng sản phẩm nó sẽ nằm ở cái chỗ khác nhau nhé. Còn như mình là mình sẽ, anh em chỉ cần tìm đến phần ứng dụng này, vô đường xuống dưới cùng phần YouTube van nhé. Cái phần này không thể xóa đúng không, anh em ấn vào đây, ấn vào bộ nhớ và bộ nhớ đệm, anh em chọn xóa bộ nhớ cho mình. Anh em ấn quay lại. Đấy, ở đây có cả phần manager nữa. Anh em bấm vào đây. Cái phần này là phần mình vừa tải về nhá. Anh em vào phần bộ nhớ đệm này. Xóa bộ nhớ cho mình luôn. Xóa cả hai cái. Đây, ở đây có phần van micro này nữa. Van micro nãy là mình tải thêm anh em nhé. Nhưng mà anh em cứ kiểm tra kỹ, nếu mà có thì anh em cứ xóa bộ nhớ đi cho mình. Em xóa hết đi nhá. Đấy. Bây giờ này, bây giờ anh em lại vào phần YouTube manager này. Bắt đầu này. Anh em ấn phần mũi tên tải xuống này, em ấn thùng rác này, gỡ cài đặt này. Anh em ấn ok này. Đây, anh em xóa cái micro trước cho mình nhé. Đây, mà micro này, mình vừa xóa xong. Xóa xong anh em lại tải lại. Cài đặt. Cấp quyền cho nó, đây là cho phép ứng dụng cài đặt này. Em quay lại này, cài đặt này. Đấy, van micro đã cài xong anh em, xong anh em tìm được phần YouTube van này cho mình, mũi tên tải xuống này.
ấn vào hình thùng rác này để xóa cái bản cũ ở ngoài mà mình không được phép xóa ấy. Ở trong cái phần này nó sẽ cho phép anh em xóa cái bản này đi. Em gỡ cài đặt này. Đấy, vừa gỡ cài đặt xong này, anh em ấn vào hình mũi tên tải xuống tiếp này. Tải này lên. Cái này là bản mới anh em nhé. Ở cái YouTube Manager mà mình vừa tải về này này là để hỗ trợ anh em xóa cái bản cũ đi để cài lại cái bản mới đây. Đây là mình đang hướng dẫn anh em cách cài cái bản mới. Nhiều lúc cái bản cũ nó đang bị lỗi ấy. Đây bây giờ anh em cài xong nhé. Tắt mạng đi cho mình. Anh em thoát ra màn hình chính này. Thoát hết tập ẩn đi. Em vào phần YouTube này. Đây anh em bật mạng lên này. Đây anh em mở nhạc lên. Ok, chúc anh em thành công nhé.